À, kính thưa đại chúng, thì trong cuộc sống của mình á, mỗi người á, dù là mình xuất gia hay là người tại gia, sống trong đời, sống trong đạo, nói chung là ai trong cuộc đời thì cũng đều có một cái ước muốn. À, ngay cả mỗi buổi sáng mình ngủ dậy đó, mình cũng có thể rải cái tâm của mình ra bằng một sự ước muốn. Thí dụ như trong kinh đó, Phật có dạy là khi mà ngồi lại thì mình có thể khởi cái tâm rải lòng từ bằng cách là mong cho tôi ngày hôm nay thân tâm được bình an khỏe nhẹ. Rồi cái thì mình rải cái tâm từ đến cho mình, rồi mình rải tâm từ đến cho người khác. Mong cho mọi người được một ngày sống bình an khỏe nhẹ. Thì nói chung là Đức Phật cũng có dạy mình tại sao mình phải đưa cái ước muốn đó. Tại vì nếu mà còn ước muốn tức là mình còn tham sao? À, mà thật sự ra thì ở trong đời á, thì chúng ta cũng không thoát được cái, nếu mà nói tới cái tột cùng. À, nhưng mà bây giờ mình nói á, cái chuyện mà mình còn sống trong đời thì mỗi một người nó có một cái tham. Thì có những cái tham nó tích cực, có những cái tham tiêu cực, có những cái tham làm hạnh phúc cho người, cho mình, có những cái tham chỉ làm hại mình, hại người. Thành thử ra mình muốn, muốn thay gì cũng là một cái tham, nhưng mà mình biết đổi cái đối tượng. Đối tượng của mình tham là gì thì tự nhiên mình sẽ sống nó có cái chánh niệm hơn. Thì mình mà đi mình mà mình không có cái ước muốn á, thì nó không có cái sức mạnh, nó làm cái sức mạnh để nó đẩy mình lên. Cho nên là mỗi một ngày ai cũng, người nào cũng có cái ước muốn, ước nguyện hết. À, thí dụ bây giờ mình đi tu mà mình không có cái ước nguyện á, thì cái sự tu của mình nó không có đến nơi đến chốn. Cuộc đời mình nó giống như là bèo trôi, cũng giống như là lục bình vậy đó, nó cứ lênh đênh trên biển mà nó không biết đi đâu. Cho nên mình phải có một cái ước nguyện. Ước là gì? Ước là giống như mình cầu, phải không? Ước cũng giống như cầu. Mà nguyện là gì? Nguyện là một sự phát tâm, một sự muốn làm. Cho nên đó, cái chữ ước nguyện hay là cầu nguyện trong đạo Phật đó, nó không có cái tính cách tiêu cực là chỉ ngồi đó cầu Phật. Nhưng mà cái chữ cầu nguyện trong đạo Phật đó là cầu là sao? Cầu là muốn, nguyện là làm. Anh cầu nguyện có nghĩa là anh mong muốn anh được như vậy thì anh phải làm gì để anh được cái đó. Thí dụ nói tôi ước gì tôi giàu, hay là nói cầu cho con được giàu, mà cầu cứ cầu ngồi cầu vậy hoài có giàu nổi không? Đâu có được, phải không? Phải chịu khó làm ăn. Nhưng mà mình phải cầu nguyện để làm gì? Để cho mình có một sức mạnh, có một ý chí, mình muốn được như vậy thì mình phải làm. Cho nên cái làm đó là cái nguyện của mình. Cho cái chữ bên tiếng Anh nó kêu là prayer hay là I wish. Thì cái chữ mà chữ pray đó, đó là cái chữ mà tức là mình hướng về một cái đấng tối cao nào đó để mình cầu xin. Nhưng mà đặc biệt cái chữ cầu nguyện của đạo Phật đó, nó có cái tính cách thực tập. Tôi cầu cho tôi được được tu hành đến nơi đến chốn. Anh cầu như vậy nhưng mà anh phải tu chứ. Anh muốn đến nơi đến chốn, anh muốn tu cho giỏi thì anh phải tu chứ. Đấy, anh ngồi anh cầu Phật, Phật đâu có cho được. Hay là gì cứ ngồi ở chỗ nó cầu cho tôi được no, hay làm sao no được, phải không? Muốn no thì mình phải chịu khó đi nấu, đi ăn và thậm chí phải đi làm để có tiền để có sống. Chứ cái chữ cầu nguyện của đạo Phật là vậy đó. Thì khi mình nắm rõ được cái chữ cầu nguyện rồi đó, thì mình vừa cầu, coi như là mình hướng tâm. Thí dụ giờ mình quỳ trước Phật, mình nói là con xin cầu Phật gia hộ cho con được tai qua nạn khỏi, thí dụ vậy đó.
thì mình gửi cái tâm năng lượng của mình đến Đức Phật. Đó là mình đưa tâm, đưa cái ước nguyện của mình lên Đức Phật. Và bây giờ mình muốn làm gì để mà tai qua, để mà nạn khỏi. Đâu phải là ngồi cầu vậy rồi cứ đi gây chiến với thiên hạ hoài rồi là tai qua nạn khỏi, phải không? Đó, anh nói với Phật rồi, anh muốn tai qua nạn khỏi. Đó, rồi cái nhờ tụng thời kinh à, trong kinh Phẩm Phổ Môn thôi à, trong đó nói là tránh tụng kinh quan xứ. Nhớ không? Trong Phẩm Phổ Môn tức là gì? Kiện thưa đến cửa quan à, rồi mà muốn qua được cái khỏi cái vụ kiện thưa này á, là phải nhờ sức niệm Quan Âm. Tức là mình phải trở về, mình thực tập cái lòng với cái lắng nghe Đức Quan Âm, nhờ sức mạnh Quan Âm. Sức mạnh Quan Âm là sức mạnh của người từ bi, của người biết lắng nghe. Thì có lắng nghe thì làm gì có chuyện mà đi tới thưa tụng mà để mà đến cái chỗ tan nát. Cho nên không muốn đi tới cái chỗ mà quan thưa tòa án gì đó, thì mình phải trở về mình lắng nghe nhau. Người này phải nghe người kia phải nghe người nọ. Có những người vì cái tài sản của gia đình mà anh em không có nhìn nhau, thậm chí hận thù nhau, đưa nhau ra tòa. Từ cái đâu? Từ cái cũng là một cái sự tham. Nhưng mà cái tham đó nó chỉ để làm cho gia đình tan nát. À, mà trong cái cuộc sống mà ở đây đó thì không ít. Ví dụ như bây giờ ở Việt Nam mình có nhà cửa ông bà à, sau một thời gian đi rồi bây giờ là được trở về nhận lại, rồi bắt đầu ép buộc là phải bán cái của nó ra để chia. Thành thử ra đủ thứ chuyện xảy ra hết. Cho nên là mình phải ở cái gốc đó, là mình phải chuyển cái tâm tham. Dù là tham gì thì cũng là vẫn là tham à, cái tột cùng là nói vậy đó. Giờ muốn tham nói là tu muốn làm Phật cũng tham nữa. À, cứ tu từ từ, tu đàng hoàng thì tự làm Phật, khỏi cần phải nói muốn không muốn gì hết á. À, nhưng mà ở cái mặt gì, ở cái mặt phương tiện và cái mặt tục đế đó, thì chúng ta có một cái đối tượng để chúng ta tham thì nó đỡ lắm. Chứ còn bây giờ cuộc sống này biểu đựng tham của bộ hơi khó. À, thì bây giờ cho nên Phật, đạo Phật rất là hay. À, ai muốn rời bỏ cõi ta bà, ta cõi ta bà là cõi này nè, ai muốn rời cõi này vì cõi này khổ quá thì Phật dạy cho cách tu làm sao để ở cõi khác. À, tu niệm Phật cầu vãng sanh tịnh độ. Nhưng mà ai vẫn thích cõi này, à, muốn trở lại cõi này để có thân người tốt đẹp, để có nhà cửa đàng hoàng, có gia đình đầm ấm, có cuộc sống ấm no, thì tu Phật Dược Sư. À, quý vị mới thấy là Đức Phật rất là từ bi và tùy phương tiện độ người. À, người ta vẫn còn ham cái đó mà đâu nói không được, nhưng mà kiểu khác. Cho họ muốn như vậy thì chỉ cho họ tu cái chân chánh đàng hoàng để được cái đó. À, ví dụ như giờ người mà họ thích buôn bán làm ăn thì mình phải tạo cho họ một cái nghề kinh doanh để làm ăn. À, người thích làm văn phòng, thích đi ra ngoài giao tiếp thì mình có cái job khác, không phải ngồi chỗ buôn bán nhưng mà kiểu khác giao tiếp, đi giao hàng vân vân. Cho nên mỗi một cái người, người ta có một cái ước muốn tùy theo cái căn cơ mà người ta mong muốn người ta thành đạt, thì mình phải có phương pháp mình giúp cho người ta. Thì cái chữ ước nguyện của đạo Phật là vậy, hay là cái chữ cầu nguyện là vậy đó. Cầu là muốn, nguyện là làm. À, anh muốn được như vậy thì anh phải làm cái gì đó để anh được. À, nhưng mà mình ở trước Đức Phật, tức là một đức, một đấng, một vị thầy mình gửi gắm. Thí dụ như mình đến với khi mình hồi còn nhỏ, mình mới tới với ba mẹ mình nói con muốn làm bác sĩ, thì mình cầu nguyện cái sự gia hộ của cha mẹ, chứ thật sự cha mẹ đâu có cho mình cái bằng bác sĩ.
Nhưng mình nói mình muốn như vậy, tức là mình ước muốn như vậy. Nhưng mà rồi ba mẹ sẽ nói là sao? À, con muốn làm vậy thì ba mẹ ủng hộ, nhưng con phải ráng học nghe không? Đừng có ăn chơi lêu lỏng nghe không? Y chang như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, con muốn tai qua nạn khỏi. Phật nói, à, muốn tai qua nạn khỏi, nhớ tụng kinh này nghe không? À, tụng kinh này dở ra trong này dạy làm sao? À, phải là ăn hiền ở lành như thế này, phải lập công bồi đức như thế này, thì phải nhường nhịn như thế này, thì lập tức tai qua nạn khỏi. Cái tai qua nạn khỏi là nhờ mình phải có tu, chứ đâu phải tự nhiên mà nó tai qua nạn khỏi. À, đi tới đâu cũng không nhường nhịn ai hết, lấy gì mà tai qua mà nạn khỏi được, đúng không? Cho nên hay là như vậy. Cho khi mình thấy rõ được như vậy đó, thì mình thấy rõ cái mục đích cầu nguyện của mình và cái nghĩa chân chính, cái nghĩa đúng đắn trong cái sự cầu nguyện. Ở trong kinh Trung Bộ có một bài kinh Đức Phật nói về ước nguyện, gọi là kinh ước nguyện. Thì cái ước nguyện đó là, thì nãy giờ Pháp Hòa giải thích, chữ ước nó cũng giống như cầu. À, mình ước nguyện tức là mình cầu nguyện. Người tu á, thì muốn thành tựu thì người tu phải tinh tấn, siêng năng. Cho nên người nào muốn làm cái gì người ta cũng muốn thành tựu hết, người ta không có muốn thất bại. Cho muốn thành tựu thì phải cố gắng. Thì ở trong kinh ước nguyện á, Đức Phật giống như một vị thầy mà cho mình thành tựu được cái bản hoài của mình. Cái bản là gì? Bản hoài là gì? Bản là bổn. Bổn là của mình. Chữ hoài đây là cái ước nguyện, cái hoài vọng của mình, cái hoài bão của mình, cái mong mỏi của mình. Ví dụ như ai cũng có một hoài bão, ai cũng có một bổn hoài hay là một cái bản hoài. Bản hoài là của chính mình. Nhưng mà Đức Phật, quý vị đọc trong kinh rồi mình mới thấy là Đức Phật hay lắm. Đức Phật nói là mình muốn cái này thì mình phải làm thế này nè thì mới được. Thì hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái bài kinh ước nguyện này ở trong kinh Trung Bộ. À, Đức Phật nói cái bài kinh này là Phật đưa ra những cái ước nguyện mà mình muốn. Nhưng mà cái ước nguyện này là ước nguyện gì? Ước nguyện cao đẹp. Và Đức Phật cũng tâm lý lắm. Thí dụ như trong này, mở đầu kinh thì nói rằng một hôm Đức Thế Tôn ở nước ở Xá Vệ, vườn Kỳ Đà, rừng Kỳ Đà, vườn ông Cấp Cô Độc. Ở đây Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, các vị đáp rằng: Bạch Thế Tôn. Những tỳ kheo ấy vâng đáp, và Đức Thế Tôn giảng dạy như sau: Các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và học tập các học giới. Đây là cái tu viện mà nổi tiếng, Đức Phật thường thuyết kinh ở đây. Tu viện này tên là tu viện Kỳ Viên. À, Kỳ Viên là tại vì cái tu viện này á, xây trên đất của ông Thái tử Kỳ Đà, mà được mua lại bởi ông Cấp Cô Độc. Cho nên sau này quý vị nghe mỗi lần mà giới thiệu tu viện này là phải nói cả hai nha. Nói là Đức Phật ở tại rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Lúc nào cũng vậy hết á. À, vừa rồi đó mình tụng kinh đó, tụng Vu Lan Báo Hiếu đó. Quý vị nào mà lần đầu tiên vừa rồi được tụng kinh đó đó, thì mở đầu quý vị sẽ nghe câu đó: Ta từng nghe lời tạc như vậy, một thuở nọ Thế Tôn an trụ Xá Vệ Thành Kỳ Thủ Viên Trung. Chư tăng câu hỏi rất đông, tính ra đến số 28,000.
Kinh vừa rồi quý vị tụng đó, kinh Báo Hiếu đó, kinh Di Đà cũng ở đó. Mà cái cách của chia ra những cái lời Phật dạy đó, có khi thì do một sự kiện nào đó Đức Phật nói, có khi thì Phật tự gọi các vị tới Phật biểu Phật dạy. Thế ở đây trường hợp này là trường hợp tự thuyết, tự nhiên một hôm đang ngồi thì Đức Phật gọi các thầy tỳ kheo. Các thầy tỳ kheo là ai? Tức là các thầy đã đi xuất gia, đã thọ 250 giới. Khi nào quý vị tụng trong kinh, quý vị thường nghe Phật gọi các thầy tỳ kheo là quý vị biết là các thầy này tuổi đã đủ 20 trở lên, và các thầy này đã thọ 250 giới. Tỳ kheo là tiếng Phạn, âm từ cái chữ bhikkhu. Người Trung Hoa âm là tỳ kheo. Tỳ kheo dịch ra có ba nghĩa: là phá ác, là bố ma, là khất sĩ. Phá ác có nghĩa là cái người tu này tránh không làm điều ác, làm cho ma phiền não phải khiếp sợ. Và người tu này là người khất sĩ. Khất sĩ là xin ăn. Tại thời của Phật, mỗi người có một cái bình bát. Sáng ra thì ôm bình bát đi từng nhà xin ăn. Mà họ đi xin không có kêu nài nha. Đi xin kiểu Phật là ôm bình bát đi ra ngoài đường, đi từ từ từ, ai thấy mình ôm bình bát thì người ta mang thức ăn đến, người ta xá, rồi mình dỡ nắp bát ra để vô, rồi đậy nắp bát lại mình đi. Trong khi người ta để thức ăn vô thì mình thành tâm, mình cảm niệm công đức và mình chú nguyện cho người ta, và mình không có nói gì hết, và mình cũng không có liếc ngó hai bên coi coi ai giàu ai nghèo để mình tới mình xin, không có. Khất sĩ của nhà Phật là đi xin, nhưng mà đi xin cái miếng ăn để nuôi thân. Trên thì xin giáo pháp của Phật, dưới thì xin thức ăn của thí chủ Đàn Na để nuôi thân. Cho xin giáo pháp Phật để nuôi tâm, xin thức ăn của Đàn Na Tính Thí để nuôi thân. Và lấy cái cơ hội xin ăn như vậy để làm cái cớ để mà hóa duyên. Tại vì có nhiều người chưa hề bao giờ biết bố thí cúng dường, nhưng mà tự nhiên một hôm nào đó thấy một ông thầy ôm mình bác đi, con bộ thấy thương quá, con nhà ai cũng coi được đứa quá mà đi tu tội nghiệp quá, thôi kệ cho gói xôi. Thì khởi cái tâm như vậy, có nhiều khi cả đời chưa bao giờ biết khởi lòng từ, biết bố thí, nhưng mà nhờ thấy hình ảnh của người tu tự nhiên khởi tâm. Hay lắm. Quý vị biết là thời Phật á, có một hôm đi khất thực, đi từng nhà khất thực như vậy, thì người ta mang thức ăn người ta cúng á. Mang cúng một hồi cái thì đông quá, mà nhiều khi người ta chuẩn bị đâu có 20 gói xôi thì người ta đi thì 20 thầy trước được, cái các vị sau không có. Thì cái người chót lọt lại mà thường thường mà bị là ai? Ngài La Hầu La. Bị cũng có 7 tuổi. Ông nhỏ rồi ông đi làm sao? Đi làm sao rồi thì có đôi khi không có. Mà tuổi nhỏ mà như vậy là buồn lắm á. Thấy không? Người lớn á mà bị như vậy là tự ái. Còn con nít mà bị như vậy thì sao? Tuổi thân. Mình mà không ai cho. Rồi có một bà đó. Bà keo kiết khủng khiếp lắm. Mà là thầy nào đến bà cũng không cho hết á, mà đặc biệt bà thấy Ngài La Hầu La thì bà thương bà cho. Tại sao vậy? Tại vì bà quý cái tuổi nhỏ. Mà nếu mà nói cái duyên á, là bà với Ngài La Hầu La đời trước có duyên với nhau, thầy trò. Cho nên quý vị biết á, trong đời này cũng vậy, mình mà gặp nhau mà trong cái tinh thần mà gọi là huynh đệ hay là thầy trò đều là duyên hết. Đều là duyên hết. Gặp nhau mà thương nhau, mà quý nhau, mà mến nhau, mà nâng đỡ nhau trên đường tu học là duyên hết. Đời trước á, mình không có duyên mình không gặp đâu. Mà cái duyên của mình là thiện duyên chứ không phải là ác duyên. Không phải là nghịch duyên. Nếu mà nghịch duyên á, là giờ này cũng là gặp nhau, nhưng mỗi lần gặp là hấy là nguýt. Mỗi lần gặp là không thương và nói này nói kia. Còn gặp nhau mà thương nhau, mỗi lần
ăn có một bữa ăn, nhiều khi có một chút mà réo đủ hết chứ. Đó là đều có cái thiện duyên, duyên lành hết. Cho nên đi khất thực thời xưa đó, vì các thầy tỳ kheo sống ở trong tịnh xá, trong rừng, cái phương tiện nấu nướng rất là khó. Cho nên là chỉ có cách là đi khất thực. Chữ khất là xin, thực là ăn. Còn khất là xin, sĩ là người. Khất sĩ là người xin ăn. À, người xin ăn, xin thức ăn. Thì đi như vậy, đi khất thực. Mà đi như vậy ta gọi là thứ đệ khất thực. Thứ đệ khất thực là sao? Thứ tự từng lớp mà đi chứ không có lựa chọn. Không có ngó coi cha nhà này có cửa sắt giàu, nhà kia gạch không có, nhà đất, nhà lá, nhà nghèo không có. Mà ai cho gì cũng nhận. Một gói xôi cũng được, một trái chuối cũng được. Mà thường thường cái cách mà mình đi mà bỏ để bát cho quý sư đó, là nhớ là cái gì nhỏ nhỏ thôi nha, để người ta ăn cho no. Chứ trời ơi, tự nhiên gặp cái sư ôm mình bát bưng nguyên trái dưa hấu để cho ta chết à. Bữa đó sư về là sư không có chia chác gì được với ai hết á. Tại vì thường thường á, một cái bình bát to lắm, ăn không có hết, đem về là phải chia. Quý vị không, đem về là chia ra người một chút đó. Rồi mỗi khi mà các vị sư khác ở nhà thì cái ngày hôm đó sẽ được chia phần với lại cái vị đi. Rồi ngày hôm sau mình ở nhà, vị khác họ đi. Vị trong một chùa thì đôi khi đông, mà nếu mà đưa nhau ra chùa hết thì thí chủ đồ đâu cúng. Mà hơn nữa là ở chùa ai lo, cho nên phải có người ở nhà, ở chùa lo công việc, ngồi thiền, tụng kinh, quét dọn, rồi tiếp khách, rồi có người đi khất thực, rồi hôm khác thì người khác đi. Và quý vị nào mà để bình mà để thức ăn á, cái danh từ người ta dùng là trừ sớt bát. Sớt bát hoặc là để bát, cái từ mà người ta dùng trong tịnh xá đó nha. Mình là thí dụ như mình là Phật tử mà đi tịnh xá thường á, thay vì ở đây mình gọi thầy, ở bên tịnh xá người ta gọi sư, ở đây là mình gọi chùa, bên kia gọi tịnh xá, ở đây là mình xưng con với thầy, thì trong bên kia người ta xưng trò, trò với thầy. À, rồi vô chùa nói hôm nay con xin sớt bát. À, tức sớt bát tức là tự tay mình để thức ăn vô. Để hôm rồi là Pháp Hòa đi dự cái lễ dân y Katina, y công đức của bên Nam Tông, dự cái lễ đó bên chùa Tích Lan. Thì đây là cũng cái truyền thống của Phật giáo là mỗi năm sau cái mùa an cư thì chư tăng được nhận y công đức của Phật tử cúng dường. Thì cái y đó sau khi nhận rồi thì các thầy mới họp lại, mới sẽ dâng cúng cho một vị tăng nào mà mình cảm thấy đức hạnh và cái đẹp của cái vị, cái sự nỗ lực tu hành của vị thầy đó, thì vị sư đó mình phát nguyện cúng dường. Thì hôm rồi Pháp Hòa đi dự cái lễ, thì bữa đó thì Phật tử Tích Lan, chùa Tích Lan tổ chức mà. Thì mỗi thầy lên ngồi vậy xong thì mấy Phật tử họ tác bạch cúng dường rồi xong cái thì mỗi thầy có một cái dĩa. Thay vì cái bình bát đó thì giờ ở đây không có bình bát thì để cái dĩa. Thì mỗi người bưng tới một món, mà 50 người là 50 muỗng. Người muỗng thôi là ăn cũng chết đó, chứ không phải là mình có quyền từ chối, nhưng mà thường thường mình thấy người ta có lòng người ta nấu đến đó, thì không lẽ giờ mình nhận của người kia mình không nhận của người này. À, thì mình cứ để ra hết mà 50 món, là trong đó cũng hết 49 món cà ri. Cà ri không, khoai mì mà đem đi hấp rồi á, cũng thắng nước cà ri trộn vô, ăn cũng được lắm. Bữa nào về thử nha, hấp khoai mì rưới nước cà ri. Xong rồi cái thì quý vị mới dâng cái y công đức đó lên. Rồi các thầy mới trải một cái tấm, cái tấm vải như tấm ra vậy đó. Thì các thầy đứng trong tấm vải đó hết. À, rồi mỗi thầy mới cầm, mới đụng vô cái y đó giống như là mình đã thọ nhận vậy đó. Phải không? Xong rồi cái thì mới họp lại, trong tăng họp, không có cho Phật tử nghe. À, hỏi là bây giờ hôm nay Phật tử dân y công đức, bây giờ trong đại chúng tăng đây có đồng ý mình tặng cho sư này không? Thí dụ vậy, hỏi từng vị, nói tôi đồng ý.
Và sau khi thì dâng cái công đức đó. Mà các vị còn nói Pháp Hòa nhớ có sư Tích Lan sư giảng, sư nói một lát nữa để coi coi thầy nào lucky nhất tức là thầy nào may mắn được thọ nhận cái tấm y công đức đó. Thì thường thường lễ đó ta gọi là lễ dân y Kathina, là y công đức. Còn mình đến chùa thì mình hằng ngày đó mình mang thức ăn đến để vô bát cho các chư các sư đó, thì mình gọi là lễ để gọi là sớt bát hoặc là để bát. Các sư để bình bát ra đó, mình đem một món ăn cái mình để vô trong bình bát của mà của cúng dường đó. Thì cái cách là người ta cúng là như vậy, và cúng đi khất thực là người ta nhận nhiều món rồi đầy một bình bát như vậy, thì người ta đem về người ta chia ra, tại vì một bình bát ăn không hết đâu. Nhưng mà mình là Phật tử mà gặp quý sư đi khất thực như vậy, và khi mà đi nhìn một vị sư nào để mình biết vị sư này là vị sư chính thức, vị sư nào là vị sư không chính thức, người nào mà mở bát ra mà nhận tiền bạc là không đúng. Đi khất đã nói là đi khất thực chứ không có đi khất tiền hay đi khất tài. Cho cầm cái bình bát mà tới từng nhà mà xin tiền đó là không đúng. Không có trường hợp như vậy. Chỉ chính thức là nhận thức ăn thôi. Cái thứ hai đó là các sư đi là không liếc ngó hai bên. Mà quý vị nhìn là quý vị cũng biết. Cái đạo hạnh, cái tác phong, cái uy nghi của một người đi khất thực, một vị sư chân chính đi rất đẹp. Mà từ cái hình ảnh mình nhìn cái hình ảnh đó, mình phát tâm. Hồi nhỏ là Pháp Hòa thích lắm. Mỗi lần mà thấy quý sư mà ôm bát đi khất thực là trời, mình đứng mình nhìn một cách say sưa, thích lắm. Và lúc nào có tiền là cũng mong là mình được gặp quý sư để mình mua thức ăn mình cúng dường. Hồi nhỏ mình thấy người ta làm mà mình thích như vậy. Lúc nào mà thấy quý sư mà đi khất thực trong túi mà có tiền là thí dụ 5 đồng thì mua được 5 trái chuối, hay là mua được 5 gói xôi là đến cúng dường từng vị, mà rất là thích, hạnh phúc lắm. Mình được cái cơ hội, cho nên người ta nói là đi xin để làm cớ hóa duyên là như vậy đó. Đi khất thực để làm cái cớ để mà hóa độ cho người, tại vì nó có nhiều khi người chưa phát tâm. Cho nên quý vị thấy trong kinh không, cái hạnh của Bồ Tát phải không? Người chưa phát tâm thời làm cho phát tâm, người đã phát tâm rồi thời làm cho phát tâm thêm sung mãn, người chưa ngộ thời làm cho ngộ, người chưa hiểu thời làm cho hiểu, người chưa biết tu thời làm cho họ biết tu. Cho nên nếu mà mình nhìn cho kỹ thì mình thấy cái cách sống của mình mỗi ngày đều là một cái hình thức hóa độ hết, mình gọi là hóa duyên. Cho nên thường thường Pháp Hòa chúc quý thầy những cái dịp Tết hay là những cái lúc mà chúc cầu nguyện cho quý thầy, thì Pháp Hòa hay dùng cái từ là kính nguyện quý ngài hóa duyên vô ngại. Pháp Hòa hay dùng cái từ đó để mà cầu chúc cho chư tăng. Vô ngại là sao? Không có gì trở ngại trong sự việc hóa độ của các ngài. Mà dùng cái chữ hóa duyên là đúng duyên mới độ được, không có duyên độ không được. Có phải không? Người không có duyên mình nói không được, mà đúng duyên nha. Có nhiều người á, khi mà còn bình thường á, mình có tới nói thì nói, họ vẫn bình thường, họ không có vô. Nhưng mà đụng chuyện thì sao? Tự nhiên ngộ. Đúng duyên mới được, không có đủ duyên nói không vô. Xin lỗi quý cô, ví dụ giờ quý cô muốn in kinh hay là quý cô muốn làm cái việc gì không đủ duyên, quý cô có nói thì nếu mà có đó, người ta cúng chừng tượng trưng, hay là thậm chí nó thôi tôi chưa có khả năng. Nhưng mà đúng duyên rồi tự nhiên á, tự người ta đem phát tâm, ta lấy kinh ra, ta in, ta chép tay làm sao đó, tại tụng được cái quyển, hồi nào giờ thấy quyển kinh là nghĩ kinh vậy thôi chứ biết kinh nó nói gì đâu. Nhưng mà tình cờ hôm đó được cái duyên nào đó, đọc cái bản kinh đó, trời ơi bây giờ mà biết cuốn kinh là nó hay dữ dội vậy này, tự động đem đi in để cúng dường. Quý vị thấy không? Cho nên cái chữ duyên đặc biệt lắm. Duyên là gì? Là điều kiện. Đủ điều kiện thì tự nhiên nó đến, không đủ điều kiện nó không có mặt. Cho nên mình mỗi ngày hóa duyên vô ngại.
Thấy không? Hóa đây là hóa độ. Duyên là điều kiện, là đúng lúc, đúng thời. Có nhiều khi á, cái từ mà người ta thường nói á, người ta gọi là cái gì? Kim không có chích mình á, mình đâu có biết đau. Ai mà gặp cái hoàn cảnh nào á, mới thấm được cái khổ của hoàn cảnh đó. Chứ còn mình nói, giờ có nói không có, mình nói không hết, không cùng. Mà người ta có nghe thì cảm vậy thôi, chứ cũng không hiểu, không có thẩm thấu được cái chỗ đó đâu. Người nào mà có, thí dụ bây giờ mình còn cha còn mẹ đây, mà giờ mình nghe ngâm cái câu là còn cha còn mẹ thì hơn, mẹ cha mất hết như đờn đứt dây, mình thấy cũng không có gì. Nhưng khi mình đã thật sự mất cha mất mẹ thì mình mới thấm thía câu đó. Mẹ cha mất hết như đờn đứt dây, đờn đứt dây có ngày sửa được, cha mẹ mất rồi muôn thuở tìm đâu. Lúc đó mình mới thấm cái câu đó. Chứ còn lúc mình còn cha còn mẹ mình thấy đâu có gì đâu. Nó như vậy đó. Tại nơi là máu ai thơm thịt nấy. Tức là con mình hung nó vẫn ngon hơn. Thì có một cái em đó, em thấy em mới nói cái câu đó là làm sao. Mới giải thích là máu ai thơm thịt nấy, có nghĩa là con ruột, con của chính mình thì nó như thế nào mình vẫn thương yêu, mình ấp ủ được nó. Thì cái cô đó mới nói trời ơi, vậy mà lâu nay con nghe cái câu đó mà con nghĩ không ra. Thì mới nói trời, cái chuyện đó đâu phải nghĩ được, đâu có dùng cái trí óc mà nói được, cái đó phải dùng trái tim để mà cảm. Thì cách đây 2 ngày có một Phật tử gọi và cũng buồn phiền. Thì Pháp Hòa mới nói là cô có nhiều hạnh phúc lắm. Thì cái vị này mới nói thầy chỉ con đi, thầy chỉ con đi, làm sao mà thầy biết con có hạnh phúc. Pháp Hòa mới nói cái chuyện này đâu có chỉ được, mà cái chuyện này cũng không có thể nào dùng cái bộ óc mà có thể biết được cái chuyện này, mà phải có trái tim mới cảm nhận được. Mình có hạnh phúc hay không, người đó có thương mình không, đâu có thể dùng cái suy tư được, phải lấy trái tim mới cảm được. Tại vì người ta có thương mình là người ta thương từ trái tim. Thấy không? Thì mình lấy cái trái tim mình ra thì mình mới có thể cảm được cái điều đó, chứ không có thể suy diễn. Nó hai cái nó khác. Cho các thầy tỳ kheo đi khất thực là ba nghĩa. Tỳ kheo ba nghĩa: phá ác, bố ma, khất thực. Và Pháp Hòa giải thích thêm cái chữ mà gọi là thế nào là đi khất thực. Ý nghĩa đi khất thực là vậy. Cho nên quý vị đừng nhìn quý thầy đi khất thực, quý vị nói các sư này tiêu cực quá. Có sức khỏe đàng hoàng mà tại sao không đi làm, để ôm mình bác đi khất thực như vậy. Ngày xưa chính Đức Phật cũng bị vua cha là vua Tịnh Phạn nói như vậy. Ông không thèm ra đó. Ông nghe đồn nói trời ơi Phật bây giờ ôm mình bác đi xin ăn, ông không thèm nhìn đó. Ông nói trời ơi dòng dõi của ta đâu có đến mức độ mà khủng khiếp như vậy, mà ngày nay Sĩ Đạt Ta làm nhục gia tộc Thích Ca quá đi. Ăn xin một mình không đủ, còn dẫn nguyên đàn đi mà đi ngơ ngơ ngoài đường nữa chứ. Ông nghe là ông nghe về tới Khanh Ca Tỳ La ông không có ra. Thì khi đó thấy Đức Phật ôm cái bình bát, ông rưng rưng nước mắt. Và ông nói Sĩ Đạt Ta ơi, con có nghèo thiếu gì thì con nói với ba chứ, sao mà con làm chi cái chuyện mà không thể chấp nhận được. Rồi lúc đó Đức Phật mới giải thích cái hình thức này là không phải một đời mà ba đời chư Phật. Ăn như vậy mà ngày xưa đi khất thực như vậy, cho nên rồi để đâu có được để dành thức ăn, không có được để dành thức ăn, xin bữa nào rồi chia ra rồi ăn hết bữa đó. Mà trong luật còn dạy ai mà để dành thức ăn cách qua đêm á, để một đêm ngày hôm sau ăn là phạm. Tại sao quý vị biết không? Tại vì thời đó không có tủ lạnh, không có microwave,
rồi cất ở đâu, rồi hâm làm sao, ăn đau bụng chết làm sao. Mà nói khơi khơi đâu có chịu nghe. Phải biên thành giới luật để mà thấy cái điều này nó thành ra cái giới luật mà ráng mà tuân hành. Cho nên giới luật mà Phật chế đó không phải vì ghét bỏ mình hay là làm cho mình mất tự do mà Đức Phật chế giới, mà vì quá thương mình, muốn cho mình được một cái đời sống ấm no hạnh phúc từ thân cho tới tâm, cho nên Đức Phật chế giới. Chế là gì? Chế tác. Thấy không? Chế là làm ra cái việc giới luật. Chẳng hạn như bây giờ ở đây chính phủ nói á, không được nói chuyện phone, cầm phone tay trong khi mà lái xe, phải không? Bây giờ thành luật rồi. Trước kia là không có, mình vẫn được quyền nói phone bình thường. Nhưng khi mà cái việc này nó trở thành ra một cái tai nạn quá lớn, quý vị mà thỉnh thoảng quý vị coi mấy cái video clip mà trong mấy cái máy quay ở đèn xanh đèn đỏ, họ quay lại những cái cuộc đụng xe mà do nói cell phone đó, khủng khiếp lắm. Lâu lâu là Pháp Hòa được Phật tử gửi cho một cái clip đó coi, mà họ còn dặn nếu thầy sợ thầy đừng coi. Gửi cho coi mà nói câu đó, tại nó khủng khiếp quá đi. Có những cái vụ tai nạn do nói cell phone mà mình coi một cái là quý vị nào mà yếu yếu đó, coi là có thể mất ngủ đó. Sợ quá mà mất ngủ. Cho bây giờ đó, mà nếu mà nói khơi khơi không được, phải đưa ra thành luật. Mà phạt nhẹ cũng chưa đâu, phạt cho nặng. Để chi? Để mình sợ cái phạt đó mà mình tránh. Như vậy thì cái vấn đề luật lệ mà được chế ra trong một cái đất nước á, cũng không phải là có nguyên do. Không có nguyên do. Cho nên Pháp Hòa nhớ trong giới Bồ Tát cũng nói, Đức Phật phóng quang. Phóng quang đây là vì có duyên cớ, có nguyên do, chứ không phải là không nguyên do. Mỗi khi mà Đức Phật làm một cái việc gì là có nguyên do. Nhưng mà bởi vì tuệ giác mình nhìn chưa có rõ đó, mình không thấy. Cho hồi xưa có một vị lão, một vị hòa thượng làm những cái việc mà người ta nghĩ rằng không được, cho yêu cầu là phải viết thư lên để mà phản bác cái chuyện đó. Thí dụ vậy. Thì khi mà các vị đưa qua cho thầy, hợp ý với thầy viện chủ, thầy mới nói, các vị ơi, quý ngài lớn mà làm một cái việc gì đó, quý ngài có cái nhìn của quý ngài, cái tuệ giác mình chưa có bằng quý ngài để mình phán xét cái việc làm quý ngài đâu. Mình hãy để quý ngài làm, mà nếu mình có thì mình có thể mình hội ý, mình góp ý, mình chỉ hội ý thôi, để coi quý ngài có giải thích cho một phần nào để cho mình hiểu, để mình thông cảm với quý ngài. Chứ còn mình chưa đủ cái tuệ giác để mình phán xét. Cái đó là cái hành xử của một cái người nhỏ đối với một người lớn. Cho quý vị thấy không? Đức Quan Thế Âm được ca ngợi xong thì ngài Vô Tận Ý liền cởi chuỗi anh lạc giá trị 100.000 lượng vàng dâng lên tặng cho Đức Quan Âm. Đức Quan Âm dám nhận không? Không dám nhận. Lúc đó Đức Phật mới nói là sao? Này Quan Thế Âm Bồ Tát, hãy nhận đi, vì thương hàng tứ chúng mà nhận. Lúc đó Quan Thế Âm Bồ Tát mới dám nhận. Và khi nhận rồi thì chia làm hai, một phần dâng cho Đức Đa Bảo Như Lai, một phần dâng cho Thích Ca Như Lai. Hình ảnh rất đẹp. Hồi nhỏ đó, mình tới nhà hàng xóm chơi, hàng xóm đưa ra cho dĩa bánh, có dám nhận liền không? Đâu có đâu, phải nhìn qua ba ăn cái, nhìn qua mẹ ăn cái, ba mẹ gật đầu cho nhận thì mình mới được nhận, đúng không? Ở Việt Nam mình là vậy, và cái truyền thống của người Việt mình là vậy. Có phải không nè? Đức Quan Âm sống rất Việt Nam. Là dâng cho chuỗi anh lạc vậy mà không nhận. Đến khi nào sư phụ mình nói Đức Quan Âm nhận đi, được phép nhận. Cho nên quý vị mới thấy á, nếu mà mình nhìn kinh Phật á, với một cái cặp mắt và cảm thông và rất đầy cái tình người như vậy, mình thấy Bồ Tát hành xử như vậy đó. Bồ Tát rồi mà vẫn hành xử như vậy thì mình học hạnh Bồ Tát là học cái gì? Học mấy cái đó đó.
Chứ đâu phải là cái chuyện mà cầm cái ly nước rồi đợi nhúng cái nhành dương rẫy cái bên này tắt lửa, rẫy cái bên kia tắt sóng đâu. Cần những cái công việc hàng ngày mình sống mà mình biết trên, biết dưới, biết phải, biết trái thì rất đẹp. Cho quý vị nhớ có một cái bài thơ mà mỗi khi mình nhớ đến mẹ đó. Mẹ ơi, lời mẹ dạy con còn ghi, một đời hiền đức còn gì sướng hơn. Sống sao có nghĩa có nhân, chớ chê kẻ dưới, chớ hờn người trên. Ơn đền nghĩa trả đừng quên, giúp người thất thế gieo duyên ở đời. Thường thường có bao giờ cha mẹ nào mà dạy cho con mình những cái điều xấu, điều dở đâu? Ít lắm. Nếu mà có thì cũng ít lắm. Đa phần là dạy mình biết cái trên, cái dưới, cái phải, cái trái. Mà thậm chí còn dạy mình chịu lép, chịu lỗ để nhường. Cho nên cái hình ảnh của cái việc mà Bồ Tát nhận chuỗi mà phải đợi Phật Thích Ca đó, mình nhìn rất là dễ thương. Thấy không? Bồ Tát mà cũng hành xử vậy. Chứ Bồ Tát có làm gì đâu. Rồi Pháp Hòa thấy cái cách sống Việt Nam mình hay như vậy. Ai cho cái gì phải đợi phép mới được. Bây giờ ai mà phone lên mà muốn cái gì, Pháp Hòa cũng nói dạ, để Pháp Hòa phải thưa qua thầy viện chủ. Khỏe lắm. Cái có gì thầy lãnh thì mình khỏi lo. Thì Pháp Hòa giải thích như vậy. Cái phần đầu kinh này thì do Đức Phật tự gọi các thầy lại, Đức Phật dạy, thì cái này gọi là vô vấn tự thuyết. Kinh này là một dạng kinh vô vấn tự thuyết. Đức Phật mới nói như thế này: này các thầy tỳ kheo, hãy sống đầy đủ. Phật khuyên trước, Phật nói quý thầy hãy sống đầy đủ giới hạnh, giới bổn. Giới bổn là gì? Tức là những cái sự thọ giới của mình đó. Ai thọ bao nhiêu giới thì ráng giữ bao nhiêu giới. Rồi từ cái giới bổn nó chế tác ra được giới hạnh. Đầy đủ giới hạnh, giới bổn, sống phòng hộ. Phòng hộ là sao? Phòng hộ tức là luôn luôn mình phải phòng hờ và hộ trì các căn. Trong cái việc tu hành của mình á, hằng ngày mà chỉ cần mình phòng hộ được 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân ý, là mình có hạnh phúc lớn lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như ngày xưa mình chưa biết tu, mình chưa học Phật, mình không có biết phòng hộ cái lỗ tai mình, có con mắt mình, cho nên thôi một ngày không biết nhìn bao nhiêu người mà mình bực bội, không biết bao nhiêu và những cái tiếng để mình gọi là khó ưa, để mình ghét bỏ. Rồi thể mà nó ngộ lắm, cái tai mà nghe là miệng nói. Không bao giờ mà nó tạo nghiệp bởi một căn đâu nha. Một căn mà nó tiếp xúc rồi là nó tạo nghiệp cái căn thứ hai. Cho nên là cái lỗ tai mà nghe rồi á ha. Thí dụ ta nói, ta chạy vô ta nói: Anh thấy cái bà đó đó, bà sắp sửa vô đây nè. Mình nghe như vậy thôi là lập tức đau ha, là bắt đầu mình buông bỏ hết. Mình nói coi tiệm giùm tôi khác nha, để tôi ra đây. Tưởng nó làm gì, đi coi. Thành thử ra cái căn tai mà nó nghe rồi á, nó biểu cái con mắt phải đi nhìn. Tai mắt mà nhìn rồi lạng lát vô làm cái gì tiếp? Cái miệng nói. Trời đất ơi, thấy không? Bởi vậy người ta nói không có sai mà nó khó ưa thiệt à. Cho quý vị mới thấy á, Đức Phật là một vị thầy mà khuyên đệ tử tu bằng cách là phòng hộ 6 căn, cho nên đầy giấy trong kinh, tụng trong kinh mà nhiều lúc Pháp Hòa nói trời ơi, nói nghe mình phát mệt luôn. Lúc nào tụng trong kinh nói tới nó luôn hồi, rồi Phật cũng nói cái chuyện phải phòng hộ. Phòng hộ con mắt, phòng hộ cái tai, cái mũi, cái miệng. Thí dụ bây giờ ngửi cái mùi mà thơm coi, có nói không? Nói liền, trời cái gì thơm dữ vậy. Rồi cái gì mà hôi quá thì nội cái đi xe thôi.
đi xe đường trường mà đi ngang một khu ruộng, khu đồng nào mà buổi chiều mà cống nó ra, hay là cái con gì mà nó chết, cái con scân ở đây mà nó chết đấy, là thế nào cũng phải hỏi, phải nói à. Đó, thành thử ra mình mới thấy khi mà ngồi mà quán chiếu mà tư duy thì mình mới thấy rõ ràng. Một căn mà nó tiếp xúc á, là nó bắt cái căn khác phải làm việc theo. Cho ngày xưa có một vị thiền sư, ngày ngồi ngày tu á, thì đệ tử tới nói bạch hòa thượng, hòa thượng tu làm sao, hòa thượng chỉ con tu vậy. Ê, thì hòa thượng nói, tôi nói ví dụ có một con khỉ nó ngồi ở trong nhà, rồi có 6 con khỉ ở ngoài, ở ngoài cửa sổ. Hễ con khỉ ở ngoài nó kêu chiếu chéo thì con khỉ trong này nó cũng kêu chéo chéo. Thì cứ đáp đối đáp, bên kia ở ngoài réo thì trong réo. À, thì vị đệ tử đó mới nói bạch hòa thượng, nếu mà các cái con khỉ của con nó ngồi yên hết thì sao? Thì hòa thượng nắm tay người đệ tử nói chéo chéo, ta và ông đã gặp nhau rồi. Thấy không? Con khỉ ngồi trong là ai? Là ý của mình, là mình. 6 con khỉ ngoài cửa là 6 căn. Hễ cái con khỉ nào mà nó réo là mình đáp à. Thí dụ ngồi đây nha, chờ bao nhiêu cặp mắt hướng lên đây nha, mày chỉ cần ở đằng sau nó làm cái rầm coi bảo đảm. Là thế nào con mắt của mình á, con khỉ ở phía sau nó réo một cái á, là con khỉ này phải quay lại coi cái gì vậy. Tức là mình chưa có định. Mình nghe một cái gì khác lạ là bắt buộc mình phải ngó theo, mình phải nhìn theo, mình phải nghe theo. Đó. Cho nên đó là Phật mới nói phải sống phòng hộ. Đó là mình nói nhỏ nhẹ đó nha, chứ còn nhiều cái thứ phòng hộ khác lắm. Thí dụ như bây giờ đó, mình đi ra đường mà mình đi ra ngoài mà đi một mình mà không có phòng hộ là nguy hiểm lắm. Mình đừng có nghĩ là mình bây giờ là mình đầy đủ gọi là áo giáp, không có đâu. Người ta biết hết áo giáp mình mấy nút, người ta biết, người ta bấm ra hết, phải không? Nguy hiểm lắm. Mà Pháp Hòa bây giờ gần đây ở trên chùa ha, không có ngày nào mà không có email hay điện thoại tới mà rên rỉ hết. Nhà con đi về có một mình, đi con lần về đi luôn, đủ thứ chuyện hết, nguy hiểm lắm. Cho nên với mình sau rồi các vị mới có một bây giờ có vài vị mới nói trời ơi con coi phim thầy con thấy thầy khôn quá đi. Hỏi sao khôn? Thầy đi tu. Thầy đi tu thầy khôn. Con mà bây giờ mà cho con được chọn chắc con đi tu để con khổ khỏi khổ cái cảnh này, vân vân. Lúc nào mà xong rồi mình mới nói sao, phải không? Phải chi ai dè. Nhưng mà khi mà trước khi cái việc nó đến thì mình đâu có thấy. Cho nên Phật dạy chúng ta là phòng hộ đầy đủ uy nghi chánh hạnh. Cái uy nghi là gì? Cái uy nghi tức là cái tác phong. Cái tác phong, cái việc làm của mình, cái đi đứng nằm ngồi của mình, cái uy của mình đó, làm cho người ta sợ. Cái nghi của mình, cái nghi đây là gì? Cái hình thức làm cho người ta kính. Cho cái chữ uy nghi là có uy khá sợ, có nghi đáng kính. Trong luật hay dùng cái từ đó lắm. Uy nghi là mình làm sao mình, cái đi đứng của mình mà người ta có một cái sự nể kính ở trong đó, qua cái hình thức, cái cách sống của mình. Ngay cả cái việc mình, thí dụ bây giờ á, mình có thể nhìn mình một phần nào, hiểu được qua cái cách cái người đó ăn bận, qua cách đó người đó đi, nói, hoặc là ngồi ăn. Nói cái ngồi ăn thôi, mình cũng có hiểu, có thể hiểu được một phần nào về cái tính nết của người đó. Cho nên thường thường ngồi ăn ở trong chùa, như mấy chú buổi chiều Pháp Hòa hay cố gắng tranh thủ xuống ăn cơm chiều với các chú. Thì mỗi khi mà ngồi ăn cơm thì Pháp Hòa hay để ý, Pháp Hòa nhìn xuống, để ý coi ngày hôm đó đệ tử mình mỗi một người ăn cơm với một cái trạng thái. Em nào mà lo lắng học hành ăn cơm với cái trạng thái khác. Em nào mà nó vui quá, nó thưởng thức quá, nó cũng có trạng thái khác. Vì cái tập khí mà, cái thói quen của tuổi trẻ, ngon quá cái anh ngồi ảnh enjoy mà lắc lắc vậy nè, không? Có nhiều anh mà ăn bữa nào mà đồ thức ăn mà ngon quá mà bữa đó người ảnh cũng thoải mái, homework ít ha,
rồi mọi việc cũng đâu vô đó, cái ảnh vừa ăn mà ảnh vừa thưởng thức, rồi có khi chân ảnh lắc nữa chứ. Cái Pháp Hòa nhìn xuống và nói coi chừng cái chân nó đi quỳ hương nghe, tại thường thường là không được lắc chân, ngồi không được lắc chân à, mà các chú biết hết á. Thường ăn cơm là Pháp Hòa không cho để chén cơm trên ở trên bàn rồi đưa cái miệng xuống múc, Pháp Hòa không có cho. Lúc nào ăn cơm cũng phải cầm cái bát lên và múc ăn đàng hoàng, chứ không được để cái tô cơm ở trên bàn ăn như vậy. Mà mỗi khi mà thấy là Pháp Hòa nhắc, mà cứ quên hoài, làm biếng cái kiểu thích để cái tô xuống rồi cứ ngồi dựa cái người vô cái bàn rồi cứ ngồi ăn, vậy là Pháp Hòa không cho. Mà mỗi lần thấy là phải nhắc. Thì mỗi người mình á, ai cũng có một cái tập khí, cái tập khí sống, mặc dù nó không tội lỗi gì hết, nhưng mà nó không đầy đủ cái uy nghi của một người xuất gia, thì mình phải nhắc. Phật tử cũng vậy, mình đến chùa mình có cái uy nghi của mình. Thí dụ như lên chùa thì mình nói chuyện nhỏ tiếng, nhất là trên chánh điện nói chuyện nhỏ tiếng. Hay là mình mỗi lần thắp hương thì phải cầm cái hương cho nghiêm chỉnh. Thắp cây hương lên rồi, xá Phật cắm một cây thứ nhất vô rồi, đi ra phía sau cắm ba cây khác thì phải đưa cây hương cao lên, chứ không được cầm hương ở dưới rồi đi theo cái chiều tay đánh của mình. Nó không có đủ cái đẹp của một người cầm cái hương dân cúng. Thí dụ vậy. Hay là cái hương thắp lên rồi thì không nên lấy miệng thổi, phải lấy tay quạt. Quạt thôi chứ không cược cầm cái nhang mà quơ nữa. Quơ như vậy rồi nó văng, nó trúng rồi cháy nữa. Cho nên thường là lấy tay quạt. Đó đều là những cái quy nghi hết. Đèn cầy thắp lên rồi muốn tắt, lấy đồ chụp, không có thổi. Hồi xưa là ngay cả đèn trên bàn Phật là không được lấy tay mà quạt nữa. Tại sao biết không? Tại vì khi mà những cái ánh đèn sáng ở ngày xưa ở xứ nóng thì thường có những cái con, mấy cái con mà nhỏ 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 nó bay xung quanh á, thì mình quạt như vậy á, rủi nó bay vô trong cái đèn nó chết. Cho nên thường là lấy cái đầu chụp lại. Mà chụp như vậy nó cũng có cái hay là khi mình chụp như vậy đó, là cái ngọn, cái tim đèn á, nó thật sự nó tắt luôn, nó không bị cùng. Ngày mai mình thắp lại cái tim đèn nó còn. Quý vị để ý, hôm nào quý vị tắt đèn, quý vị quạt tắt dày hoặc là ụp chụp nó rồi mà vợ dở nó lên mà cái ngọn, cái tim đèn nó còn, nó cháy ngúng ngúng xuống á, ngày mai mình thắp lại khó hơn. Cho nên thường chụp cái đèn, chụp cho thiệt kỹ, thật sự tắt rồi mới dở ra thì cái tim đèn nó tắt và ngày mai mình thắp lại mới được. Thí dụ như vậy. Cho nên tất cả đều phải có sự để tâm và mình cái uy nghi của mình. Thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt. Cái này trong giới Bồ Tát á, gọi là giới khinh á. Có nhiều khi mình thấy cái chuyện nhỏ nhặt lắm, mình không để tâm. Nhưng mà mình đâu có, mình quên một điều á, là cái nhỏ nhặt đó lâu ngày nó thành cái lớn. Mình nếu mình không có quan tâm là nó thành một cái quơ, một cái lớn đó. Chẳng hạn như huynh đệ trong chùa với nhau mà nói chuyện nạt nổ với nhau, thì một lần người ta có thể người ta nhịn. Nhưng mà nhiều lần quá người ta để trong bụng, và hôm nào đó người ta chịu không nổi thì người ta nổ ra. Tại sao huynh nói chuyện với tôi mà huynh cứ nạt nổ? Hay là đệ nói chuyện với tôi mà đệ cứ nạt nổ? Phật tử với nhau cũng vậy. Mình vô chùa mình làm việc chung với nhau. Thí dụ như giờ mình nhờ nhau cái gì thì vui lòng, hoan hỷ, hay là dùng những cái từ ái ngữ. Chứ không ai làm boss ai hết á. Lấy cho tôi cái này coi, lấy cho tôi cái kia coi. Có nhiều khi người ta không thích những cái cách nói chuyện như vậy. Thì người ta cảm giác là người ta vô đây người ta công quả, chứ người ta đâu phải vô đây để mà người ta đi làm, kiếm sống. Mà mình cũng vô đây mình công quả thôi, mà tại sao mình có cái cách nói chuyện khó nghe, nguy hiểm. Cho nên phải thấy được sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ. Nguy hiểm là sao? Ở mặt sâu á thì mình bị tổn phước, tổn đức. Ở mặt cạn á, là mình sẽ mất tình cảm. Từ từ người ta không thương mình, người ta cảm thấy là mình khó chịu, mình không có được dễ thương. Và cách nói chuyện của mình không có được chấp nhận. Cho cái nguy hiểm là đời này mình cũng bị mất cái người bạn. Mình bị sự ghét bỏ của người khác. Và trong cái sự tu hành thì mình bị tổn giảm phước đức. Cho nên Phật dùng cái chữ nguy hiểm là vậy. Mà mình đâu có thấy.
Mình nghĩ mình nói như vậy là mình đúng, mình hay. Tại vì vô đây là ai cũng phải dưới cái sự quản lý của mình, thí dụ vậy. Không phải đâu. Cho nên quý vị biết á, mình có phước lắm mình mới làm chủ. Làm chủ phải có phước mới được nha. Không có phước không có làm chủ được đâu. Tại vì có phước á, mình mới làm chủ công nhân, mới cai quản được tiền bạc, mới coi được cả cái tiền. Mình có phước mình mới có được những người làm dễ thương, trung thành. Thì nên ráng giữ cái phước đó, đừng để tổn giảm cái phước đó. Ở đây có mấy vị, có mấy vị mà làm việc mở cửa làm ăn, và Hòa thấy rất hay là biết ưu đãi những người trong tiệm. Lâu lâu biết mua vé đãi hết những nhân viên đi chơi, đóng cửa tiệm cho nhân viên được đi chơi, rất hay. Làm mà không có bị biết coi cái người làm như người bạn, như người trong nhà, hay lắm. Chân chánh lãnh thọ và học tập các học giới. Mỗi người chúng ta nếu mà là đệ tử Phật á, đều phải có học giới hết. Học giới là gì? Là mình phải nhận giới đó. Thí dụ bây giờ quý cư sĩ Phật tử thì nhận 5 giới: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hành ngoại tình, không nói dối lường gạt, không rượu chè xì ke ma túy hút sách, vân vân. Giữ 5 cái giới đó, đó là học giới của cư sĩ. Rồi tiến lên bước nữa, tháng mình tới chùa tu lần, thọ 8 giới của người xuất gia, thì cũng giống như 5 giới đó, cộng thêm 3 giới nữa: không đeo vàng vòng, không xức dầu thơm, không nằm ngồi trên giường cao rộng lớn tốt đẹp, không đờn ca sướng hát. Cái thứ 8 là không ăn ngoài giờ đã ấn định. 8 giới đó một giữ trong 24 giờ đồng hồ. Sau 24 giờ mình xả, đừng lo. Mới nghe 8 giới mà không được đờn ca sướng hát té ho. À, 24 tiếng thôi. Rồi mình xả. Nhưng mà một ngày một đêm đó mình giữ 8 giới để mà cái đó gọi là học giới. Cho nên ai cũng có cái học giới của mình hết. Rồi bây giờ thí dụ thọ 5 giới thuần thục thời gian rồi, phát nguyện thọ 10 giới gọi là thập thiện. Thì 3 giới đầu vẫn giữ: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh vẫn giữ. Qua cái giới miệng chia làm 4, thay vì mỗi lần chỉ nói là không lường gạt nói dối, bây giờ thêm 3 giới nữa: không đâm thọc. Đâm bị thóc, thọc bị gạo nghe. Tới đằng này nói theo đằng này, tới đằng kia nói theo đằng kia, cái đó gọi là hai lưỡi, lưỡng thiệt. Giới thứ kế của miệng là gì? Là không nói lời chửi rủa, mắng nhiếc, rủa xả người ta, không nên nói. Cái điều nữa của cái miệng là gì? Không nói lời dụ dỗ. Thấy người ta có của ngọt ngào, dụ cho sạch hết rồi cái hất hủi thì dụ vậy, không có. Cái miệng có 4 giới. Ý của mình có 3 giới là tham, sân, si. Vậy thì 3 nghiệp thân, miệng, ý. Thân, miệng, ý chia ra thành 10 giới. Thân có 3 giới, miệng có 4 giới, ý có 3 giới. Cho nên tu thập thiện là tu 3 nghiệp đó. Thấy không? Rồi đó, bây giờ ai thọ 10 giới đó rồi á, phải nghe kinh thập thiện, phải học kinh thập thiện cho kỹ, rồi hành trì giới này cho chuyên, đó là học giới của thập thiện. Rồi mai mốt mà phát tâm thọ tại gia Bồ Tát giới, 6 giới trọng, 28 giới khinh, 28 giới nhẹ, là học giới của tại gia Bồ Tát. Cho nên quý vị để ý coi, mình đều có học giới hết. Ai mà có học giới rồi thì học tập siêng năng, lãnh thọ, học tập các giới. Cho nên trong này Phật dùng cái từ chân chánh nè. Chân chánh là sao? Chân thật lãnh thọ, chứ lãnh thọ để tu, chứ không phải lãnh thọ để khoe. Đi tới đâu cũng khoe, nói tôi Bồ Tát rồi nghe. Tôi đây là mấy vị ngũ giới xuống sao ngồi, để Bồ Tát lên trên trên. Không có. Người ta nói là Bồ Tát á, phải không? Bồ Tát á là phải nhường cái tốt cho người. Cái chỗ nào mà khó khăn để mình ngồi cho, biết tại sao không? Có cái nguyên do.
Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Bây giờ trong trong chúng hội bữa nay đó, có những vị lần đầu tiên đi chùa, lần đầu tiên đi nghe giảng. Ồ, cái chỗ này ngồi thoải mái nè, tốt nè, thôi nhường đi. Tại người ta lần đầu tiên người ta nghe, mà người ta ngồi thoải mái, người ta chán lắm, lần sau người ta không đi sao? Không, cho nên mình là mình Phật tử thuần thành rồi, mình ngồi đâu mình cũng nghe giảng được, mình không cần phải nhìn thấy thầy, thí dụ vậy. Hoặc là mình ngồi khuất một chút hay nắng một chút không sao, nhưng mà cái người người ta sơ phát tâm á, cái sự chịu đựng và cái chữ cầu pháp người ta chưa đủ, chưa nhiều, chứ không phải nhường cái tốt để cho cái tâm cầu pháp người ta thêm mạnh, người ta nghe rõ, người ta hiểu sâu, tâm cầu pháp người ta tha thiết thì mình thành tựu. Tại vì Bồ Tát là cái người muốn nâng đỡ người khác tu mà. Không nói như vậy có nghĩa là nâng đỡ người khác tu mình khỏi tu. Không phải nói kiểu dạ thần nấu ai ăn ăn, thần ăn mặn. Không phải vậy. Nó nói tôi làm hạnh Bồ Tát, ai thích ăn tôi nấu cho ăn, nhưng mà đừng biểu tôi ăn. Không phải. Cho nên vui lắm. Hôm rồi Pháp Hòa cứ gặp một vị hòa thượng, khi mà đảnh lễ ngày rồi cái ngày mới đứng và ngày dạy rất là lâu. Bởi mình mới thấy khi mà gần quý ngày lớn, Pháp Hòa có một cái cảm xúc lớn lắm. Khi mà gần quý ngày lớn, tự nhiên mình có một cái gì giống như là người con mà được ngồi bên người cha vậy đó, nghe người cha dạy dỗ từng ly từng tí. Mà mình phải có cái tâm đó, cái tâm cầu học chân chánh như vậy á, thì cái lời dạy của các ngài á, mình nghe mình mới thấm. Chứ không thôi mình nói trời ơi rầu muốn chết, lâu lâu gặp mấy ông già ổng nói. Không phải vậy. Chứ khi mà mình gặp lúc nhỏ mình sẽ nghĩ như vậy đó. Lúc nhỏ mình sợ gặp quý ngài lớn lắm. Tại sao biết không? Mỗi lần gặp á, là bắt đầu các ngài giảng nói tràn gian đại hải, cái mình nói trời ơi khổ ghê vậy đó. Gặp cái là bắt đầu. Nhưng mà cái tâm trạng này là cái tâm trạng ngay cả hồi mình còn nhỏ cũng vậy. Mình sợ gần ông bà lắm, có phải không? Mà nhiều khi mà ông bà muốn gặp mình á, phải kiếm cớ mua bịch chè, bịch gì đó cái dụ mình lên cho mình ăn, để ngồi đó nghe giảng. Nhưng mà mình ráng mình ăn chè cho nó lẹ rồi mình đi. Thầy Viện Chủ thấy kể hồi xưa sư ông vậy đó. Quý vị biết ở Việt Nam mình mà lâu lâu mà khui được một hộp trái vải á, trái vải lon là quý lắm á. Mà lâu thiệt lâu người ta mua được một lon trái vải, người ta đem cúng cho hòa thượng mà hòa thượng đâu có ăn. Hòa thượng xuống kêu quý thầy nhỏ lên, tại buồn lắm, trong cốc lẻ loi không ai vô á. Tới giờ cơm bưng cho mâm cơm, thỉnh hòa thượng dùng cơm rồi lui. Trưa vậy đó, cứ không ít khi nào mà ngồi chơi với người lớn thì người lớn buồn. Cho nên mỗi lần có cái gì thì người lớn hay kêu người nhỏ lên để mà có cơ hội ngồi ăn nói chuyện. Mà thầy nói mỗi lần mà lên mà khui hộp trái vải mà ăn á, là thầy ăn cho lẹ rồi thầy đi. Thầy nói dạ con có việc. Thầy nói giờ thầy mắc quả báo. Thầy nói vậy đó, bây giờ thầy mắc quả báo. Bây giờ là nhiều khi thầy ở một phòng cả ngày cả mình, đứa nào vô đó, rồi muốn nó vô là phải kiếm cớ. Thầy Viện Chủ bây giờ muốn gặp mấy ông nhỏ, tiểu nhỏ nhỏ là phải biết cái gì không? Lâu lâu tối nay thầy chở tụi con đi ăn pizza nghe, là bắt đầu quấn quýt với sư ông. Mới đây đây, mới cách đây mấy ngày mấy chú nói, mấy chú thích hang around với sư ông lắm, tại vì được sư ông cho ăn pizza. Thí dụ vậy. Cho cái người, cái đó là tất cả. Cho nên đó, quý vị thấy trong chùa mình sống cũng giống như một cái gia đình vậy. Cũng có ông nội, cũng có cha, rồi cũng thương các đệ tử, thương các cháu, giống như mình thương con cháu mình trong nhà vậy. Hồi mấy chú nhỏ thì quấn quýt bên mình, tối rồi lên phòng rồi thầy ngủ. Bây giờ lớn rồi thì không thích nữa. Mà bây giờ là giống như là nhìn thầy là như thầy, sợ thương, nhưng mà ít có dám tới gần. Có chuyện gì mới tới thôi. Bây giờ là những vị nào mà lớn hơn mà trẻ trẻ có thể tâm sự, có thể nói chuyện được. Và bây giờ mà mỗi lần muốn gặp mà lâu lâu mà nói chuyện với các chú là có cái gì đó trên phòng hay là Pháp Hòa xuống lầu, cái đó cũng là một cái tâm lý chung. Và mỗi cái tuổi tác nó có cái thay đổi. Thì khi mà đi gặp, mình gặp được quý ngài lớn, hồi nhỏ mình sợ, nhưng mà khi mình lớn một chút á, thì mỗi lần gần quý ngài á, thì từ cái đức hạnh tu hành của quý ngài á, mình cũng cảm nhận được một cái sự an lành. Ngồi dưới các ngài mình cảm nhận được điều đó.
Và các ngài dạy cho chúng ta những cái điều hay lẽ phải mà hồi nhỏ mình không có để tâm. Bây giờ mình ngồi mình nghe lại mình thấy thấm. Và nhờ mình nghe như vậy cho nên những cái chuyện thời xưa của quý hòa thượng, quý tổ mình được nghe kể lại, mình hiểu, mình biết. Cho nên là mình phải chân chánh lãnh thọ học tập các học giới. Thì bây giờ học giới ở đây là mỗi người chúng ta, ai đã thọ giới rồi thì cũng đều có cái học giới của mình hết. Và cố gắng làm sao mình nghiên cứu cái học giới của mình. Thôi bây giờ nói xa, nói nhiều, nói gần là năm giới. À, vị nào đã thọ năm giới rồi đó, đừng có ngừng ở chỗ đó. Đừng có nghĩ là mình thọ năm giới là xong, không phải. Phải nghe năm giới cho kỹ, hành trì năm giới như thế nào. Cho quý vị phải nghe những cái bài giảng hay đọc những cái quyển sách nói về tam quy ngũ giới. Để bằng chi biết không? Mình biết cái học giới của mình cho rành á, người khác có thắc mắc người ta hỏi á, thì chúng ta có cách chúng ta trả lời, chúng ta giải thích cho người ta hiểu. Rồi bây giờ mình cũng khuyến khích người ta tu, thì mình cũng phải có cách mình nói sao cho ta hiểu năm giới nên ta tu chứ. Chứ gặp ai cũng nói quy chưa, quy y đi. Rồi hỏi quy là sao, nói quy y là có pháp danh đó. Nói khơi khơi vậy đâu có được. À, có nhiều người nói vậy, quy là có pháp danh đó. À, vậy hả, có pháp danh vậy thôi hả? Rồi cái tới hồi người ta vô, ta quỳ xuống, ta nghe quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, ta nghe còn đỡ đỡ, tới hồi vô năm giới trời đất. Sao nãy nó có pháp danh thôi mà. Bây giờ sao có tới cái vụ này nữa đây? Thành nữa mình không có hiểu được cái học giới của mình thì mình nói không có rõ. Nên phải có cái học giới. Rồi bây giờ nè, Phật mới đưa cái ước nguyện đầu tiên. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta được các đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. Cái điều đầu tiên á, Phật cũng tâm lý lắm. Mình vô chùa mình tu rồi á, nhưng mà mình tu chung với mọi người thì mình biết mình muốn mọi người thương mình. Muốn không? Ai muốn chọc ta ghét đâu. Muốn người ta thương mình. Cho nên cái điều đầu tiên nè, Phật nói nè, mong rằng các đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính, tôn trọng. Cái chuyện rất bình thường. Mình sống trong đời là mình muốn người ta thương mình, người ta quý mình, người ta trọng mình. Mà xin thưa đại chúng là chọc người ta ghét dễ lắm, làm người ta thương khó lắm. Muốn mà người ta thương mình á là một cái điều khó, còn muốn người ta ghét mình rất dễ. Không có khó. Cho nên mới nói là rác rến ở ngoài thì nhiều, chứ còn hột xoàn vàng vòng ngoài đường cho mình lượm ít lắm. Đi ra đường mà kiếm đồng bạc lượm đâu phải dễ, phải không? Còn cái chuyện mà mình muốn hút rác vô nhà lúc nào cũng có. Thậm chí nhà mình á, lâu lâu mình quét mình hy vọng có rớt vài chục ở đâu, không phải chuyện thường đâu, phải không? Nhưng mà muốn quét nhà mà có rác coi, lúc nào cũng có. Cho từ đó mình mới biết á, có một lần á, một chú mới quét cái nhà xong, Phá Hòa vô và thấy không sạch, Phá Hòa biểu quét nữa. Chú nói con quét rồi. Cái thì Phá Hòa nói không, con quét lại đi. Cái chú cầm cái chổi chú quét một, ra một đống nữa. Cái chú nói ủa sao kỳ vậy thầy, con mới quét một đống rồi sao giờ quét nữa nó vẫn có rác. Phá Hòa mới nói con biết không, ngay cái lúc đó là đúng cái duyên để mình hóa mà. Chứ cái chữ hóa độ là vậy đó. Duyên, cái duyên để mà hóa độ, tức là đúng cái cơ duyên cái lúc đó và cái thí dụ đó mình giảng diễn thì người ta sẽ hiểu hơn. Thì Pháp Hòa mới nói cái tâm của mình cũng vậy, cái cuộc sống của mình nó cũng giống như là mình quét cái nhà. Con nghĩ là con sạch được cái tướng bên ngoài, là con mặc đồ tu, con cạo cái đầu, con ăn chay, con ở chùa, như vậy là con nghĩ là con đã tu.
Đó chỉ là mới quét rác cái phía ngoài thôi. Nhưng mà cái rác phía trong á, mà con chịu khó con móc nó ra, móc cỡ nào cũng có hết. Quý vị có đồng ý không? Quý vị mình mà quét nhà, quét thử coi, lấy cái chổi quét ở dưới lòng cái bàn hay là ở dưới tủ, quét hồi rồi lát quét nữa cũng có. Ở chùa mấy cái tủ mà chêm lên á, thí dụ đóng xong rồi lấy miếng gỗ chêm để cho nó bằng, lâu lâu quét cái, đưa cái cán chổi, cái đầu nhọn quét cho nó có. Cái phó bà mới lấy cái dao mỏng thiệt mỏng và quơ dưới, ngồi quơ cả nửa tiếng là rác biết bao nhiêu trong đó nó đi ra. Thì con người mình nó có hai cách quét nhà. Mình quét sơ và mình quét kỹ. Quét sơ là quét sơ sơ thôi rồi lao. Còn mà mình muốn quét kỹ là quét tận ở bên trong. Chứ quét sơ là quét cái tướng bên ngoài thôi nè. Đó, cái tướng mình là cái tướng cạo cái đầu, cái tướng mặc cái áo rồi ăn chay rồi ở chùa đó, quét cái tướng thôi. Thì bây giờ mà nếu mà mình ngồi quét cái bên trong này mới nguy hiểm, mới cực khổ đó. Hay là mình đi chùa cũng vậy. Thì mình mặc cái áo tràng ha, mình đeo sâu chuỗi nha, mình cũng có quyển kinh nha, thậm chí có luôn cái đải nữa. À, có đủ bộ đồ nghề. Trong túi mình lúc nào cũng có sâu chuỗi với cái chuông cái mỏ để mà ai cần là mình có thể mình ứng phó. À, ứng phó đây không phải là đối phó gì, nhưng mà réo diệu tướng đi tụng kinh là có bộ chuông mở liền. Nhưng mà cái đó là mới có gì, hình tướng bên ngoài. Thì ngay lúc đó Pháp Hòa ví dụ như vậy là các chú hiểu liền. Các chú hiểu liền. Tại vì chú nói là chú mới quét nhà xong đã sạch. Họ nói không, con quét đi. Thầy thấy chưa sạch. Thầy mà thấy còn chưa sạch, cái ngoài mà thấy còn chưa sạch, con móc ra một hồi nó còn dữ nữa. Thì thiệt, chú cất ghế lên trở lại, chú quét ra thì chú có rác nữa. Chú mới nói, ủa sao kỳ vậy thầy, nhà mình con mới quét rồi mà tại sao có rác nữa. Thì đúng cái cơ hội để Pháp Hòa hướng dẫn. Thì thường thường ở chùa là đôi khi trường hợp ở chùa là như vậy. Có đôi khi quét từ trên cầu thang quét xuống, quét ngoài không à, sau lưng cánh cửa không bao giờ mở ra quét. Quý vị có nhớ không, hồi nhỏ là ông bà dạy quét nhà thì phải mở cánh cửa sau ra quét, mà mình không bao giờ cứ bên ngoài là được rồi. Thì mỗi một lần quét nhà lúc nào Hòa cũng mở cánh cửa sau, mở ra để quét. Thì Pháp Hòa mới kêu lại Hòa chỉ. Thấy không? Pháp Hòa mới chỉ. Cái phiền não á, mà nó ẩn núp ở phía sau một cái tướng trạng nào đó đều có hết. Thí dụ mình làm Phật sự nè, nhưng mà sau lưng đó phiền não của danh, của lợi, của cái gì đó nó núp ở phía sau cái cánh cửa Phật sự đó, ai biết? Chỉ có mình biết. Mình biết thì mình phải làm gì? Mình phải tự mình mở cánh cửa đó ra rồi mình quét nó, chứ khỏi cần phải làm gì hết. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa đọc sách thì có một vị tổ mới nói, cái điều quan trọng của sự tu hành là mình phải thành thật với chính mình. Mình gạt ai cũng được, không, nhưng mình không có gạt được mình đâu. Tại vì mình phiền não làm sao, mình khởi tâm làm sao biết hết. Cho nên những cái đó nó nằm phía sau cánh cửa của mình. Đây, thí dụ vậy. Ngồi phía sau đây là cái gì thì ở phía sau mình là cái gì thì mình phải tự biết. Cho các ngài dạy mình đôi khi rất đơn giản, nhưng mà chỉ một câu nói của quý ngài thôi mà có thể mình ôm mình tu cả đời tu không xong. Cho nên cái sự mà học pháp, đạo Phật chia hai phần: pháp học, pháp hành. Lâu lâu Pháp Hòa về và chia sẻ với quý vị một bài kinh, đó mới pháp học thôi. Rồi bây giờ huynh đệ mình nỗ lực mà hành trì những cái gì chúng ta học đó, đó là pháp hành. Có những ngôi chùa mà lớn, người ta chia ra hai là hai vị giáo thọ. Một vị giáo thọ chuyên lo pháp học, một vị giáo thọ chuyên lo pháp hành. Thí dụ như bây giờ vị nào mà mỗi tuần lên học kinh, vị đó dạy.
Nhưng mà kinh nghiệm ngồi thiền để làm sao, rồi tại sao mình bị cái này cái kia trong khi mình tu, là phải đến cái vị giáo thọ mà dạy về cái pháp hành. Vị kia phụ trách pháp học. Cho nên trong nhà cũng vậy. Có những chuyện mình có thể nói được với ba. Có những việc mình phải tới nói với mẹ. Tại vì ba thì đôi lúc nghiêm nghị và dạy mình một kiểu khác. Còn mẹ thì trìu mến, nâng niu, dễ cảm thông. Thí dụ vậy. Cho có những việc mình đến với ba, có những việc mình đến với mẹ. Ở trong chùa cũng vậy. Thầy trụ trì có rất nhiều Phật tử. Và mỗi một vị Phật tử người ta có một cái hay. Thì vị thầy trụ trì đó phải đến và tìm một cái vị nào đó đúng cái đối tượng để mà người ta yêu cầu và giúp đỡ làm việc. Thì ở đây cái điều ước nguyện đầu tiên là mong cho tôi được mọi người thương mến. Mình hết giờ rồi. Mới có một cái ước. Chưa thấm. Thôi bây giờ mình tạm ngưng ở đây. Rồi tối ngày mai mình sẽ ráng học cho xong cái bài kinh này.